Ban giám hiệu bị cách chức, cô giáo chủ nhiệm bị kỷ luật. Nhưng đó không phải là cái giá lớn nhất sau vụ nữ sinh bị bạn bạo hành tại Hưng Yên. Cháu, ai, những người ngoài hỏi cái thì cháu vẫn chỉ gọi nói ấp úng cái cháu không nói ra được những kiểu gọi những câu cho nó gọi là đàng hoàng cả. Bạn đánh nhiều lần nhưng không dám lên tiếng. Đã có một khoảng trống trong công tác tham vấn tâm lý học đường. Không thể chậm trễ, chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã coi đây là một nhiệm vụ quan trọng. Ứng xử với bắt nạt học đường là một phần nội dung của đề tài nghiên cứu giải pháp phát triển công tác tâm lý học trường học. Ở lâu nay thì chúng ta vẫn biết công tác tham vấn học đường là rất quan trọng. Tuy nhiên các em vẫn ngần ngại. Khi mà chúng tôi tạo ra một cái mô hình tư vấn học đường ở tại trường học thì chúng tôi đã làm cho các em cảm thấy thoải mái hơn. Với sự chuẩn bị đầy đủ về phẩm chất, về năng lực của cán bộ tư vấn, với chương trình bồi dưỡng thì chúng tôi tự tin rằng các em đã lựa chọn những dịch vụ về tư vấn ở một cái mức độ là gần như là khá thường xuyên. Rất nhiều đề tài là các vấn đề nóng của ngành giáo dục hiện nay như đổi mới thi cử, phát triển đội ngũ, sắp xếp mạng lưới trường học cũng được chương trình đặt hàng các nhà khoa học triển khai nghiên cứu bài bản. Bộ trưởng và các thứ trưởng rất quan tâm rất là sâu sát cho từng cái nội dung cụ thể và thường xuyên là chúng tôi gặp nhau để trao đổi, hai bên sẽ gần nhau hơn và như vậy với sự tương tác như vậy đó thì sẽ làm cho cái kết quả nghiên cứu được triển khai, được đi vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn, một cách nhanh hơn. Trên thực tế, trong 50 nhiệm vụ thực hiện đến năm 2020 đã có nhiều đề tài cung cấp luận cứ tốt để xây dựng hai dự án là luật giáo dục và giáo dục đại học sửa đổi. Đề tài đã đóng góp cho bộ những cái luận cứ khoa học chắc chắn, một cách nó có căn cơ, có tầm nhìn chính sách và nó có hệ thống để khắc phục căn bản cái cách làm chính sách theo kiểu ăn đông. Sớm tháo gỡ những khó khăn của giáo dục nước nhà là mong mỏi lớn nhất của các nhà khoa học đến thời điểm này. Khủng hoảng tâm lý cũng khiến 5 nữ sinh tham gia đánh bạn tại Hưng Yên chưa thể quay lại trường học. Hậu quả từ vụ việc này càng khiến chúng ta kỳ vọng về việc đề tài nghiên cứu về tham vấn tâm lý học đường sớm được chuyển giao để hạn chế thấp nhất những vụ việc đau lòng.